안녕하세요. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình cùng học tiếng Hàn với YP Works và phần này là phần tiếng Hàn nhập môn. Còn bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về phụ âm và đó là các phụ âm bật hơi. Chúng ta hãy cùng xem cụ thể bốn phụ âm bật hơi trong tiếng Hàn là gì nhé. Đây là phụ âm chiết trong tiếng Hàn. Chiết. Nếu mà phụ âm trước mà không có cái dấu nhỏ nhỏ này ở bên trên, chúng ta đọc là chiết, chiết. Thì phụ âm này đọc mạnh hơn nó, chúng ta sẽ đọc là chiết, chiết. Và cũng tương tự như vậy thì âm này sẽ được đọc là chờ, chờ. Về phần viết, chúng ta vẫn tuân thủ theo nguyên tắc là từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Các bạn hãy xem nhé. Phần được viết đầu tiên sẽ chính là dấu sổ bên trên. Tiếp theo đó chúng ta chỉ cần viết theo trình tự mà chúng ta đã viết chữ chiết là xong. Đúng không ạ? Và như vậy chúng ta đã có phụ âm bật hơi đầu tiên, đó là chiết, chiết. Phụ âm bật hơi thứ hai trong tiếng Hàn mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là kiết, kiết. Đây là phụ âm bật hơi tương ứng với phụ âm kiết mà chúng ta đã học đúng không ạ? Chỉ cách viết khác một chút xíu thôi. Và âm này nếu mà chúng ta quy theo tiếng Việt thì chúng ta có thể thấy là nó được đọc giống với chữ âm khờ, khờ trong tiếng Việt. Về cách viết chúng ta vẫn tuân thủ như quy tắc cũ, đó là từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Chúng ta có phụ âm bật hơi thứ hai, khiếc, khiếc. Phụ âm bật hơi thứ ba, chúng ta được thấy đó là một chữ e viết hoa. Tuy nhiên nó không đọc là e đâu, mà được đọc là thiết, thiết. Chắc nhiều bạn đã nhận ra phụ âm này chính là phụ âm bật hơi của âm thi kết mà chúng ta đã học. Thi kết mà chúng ta đã học, đúng không ạ? Thêm một nét ngang nữa thôi mà chúng ta có phụ âm thiết. Nếu quy đổi theo tiếng Việt thì âm này khi được ghép với nguyên âm sẽ được đọc là thở, thở. Còn về cách viết, trước tiên là chúng ta viết một chữ ạ, thi kết đã. Và sau đó chúng ta sẽ thêm cái nét ngang giữa này vào ạ. Vâng, và phụ âm bật hơi cuối cùng mà chúng ta học là một dạng giống như là số pi 3,14 trong hình học nhé. Đây là phụ âm trong tiếng Hàn được đọc là piếp, piếp. Và các bạn có nhận ra không? Đây chính là phụ âm bật hơi. Đây chính là phụ âm bật hơi của piếp, piếp đúng không ạ? Về phát âm, phụ âm này được có phát âm nằm ở giữa quãng của p và f. Có nhiều bạn khi học tiếng Hàn thì đọc âm này là phờ, nhưng thực sự thì nó không phải là phờ, mà các bạn hãy chú ý là chúng ta sẽ dùng môi để phát âm ra âm này. Pi, 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 bật hơi mạnh hơn là chữ piếp. Chúng ta sẽ có chữ piếp, piếp. Về phần viết, chúng ta vẫn theo trình tự cũ nhé. Rất giống với số pi trong 3,14 trong hình học đúng không ạ? Chúng ta có phụ âm piếp. Và như vậy, bài ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc và tìm hiểu về bốn phụ âm bật hơi trong tiếng Hàn. Bốn phụ âm này gồm những âm nào chúng ta hãy cùng nhắc lại. Thứ nhất đó là gì ạ? Chiết đúng không ạ? Chiết. Thứ hai là khiết. Tiếp theo là thiết. Và cuối cùng là piết. Các bạn hãy chú ý bốn phụ âm này nhé. Chúng ta sẽ còn lại phần phụ âm tăng trước khi chúng ta chuyển sang học phần video trong tiếng Hàn. Và với phần phụ âm tăng này thì YP Works xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau.